Cá voi xanh là loài to lớn nhất trên thế giới và vì vậy chúng được xếp vào số 1 trong danh sách này. Chúng sống ở Ấn Độ Dương và Nam Thái Bình Dương, có kích thước cực lớn với cân nặng trung bình rơi vào khoảng 90 tấn. Cá voi xanh là một loài ăn động vật phù du. Cá nhà táng, chúng thuộc bộ cá voi, động vật có vú và đương nhiên rằng kích thước của chúng cũng thuộc loại ngoại cỡ. Khu vực sống chủ yếu của loài này là ở các vùng nước sâu hơn 1.000 mét. Cá nhám phơi nắng, với kích thước cực khủng, thế nhưng giống cá voi xanh, chúng là những kẻ chỉ ăn các sinh vật phù du, mỗi giờ chúng có thể tiêu thụ một lượng cá nhỏ và động vật không xương lên đến 2.000 tấn. Cá mái chèo, hay còn gọi là cá đại vua, là một loài cá dài dẹt sống ở khu vực nước sâu dưới lòng đại dương và đây cũng là lý do rất khó có thể nhìn thấy chúng. Chúng là giống loài ăn động vật phù du nên không hề nguy hiểm. Cá mặt trời, hay còn gọi là cá mặt trăng, là một giống loài lớn nhiều màu sống ở khu vực nước sâu giống cá mái chèo. Lý do để chúng có tên là cá mặt trời bởi phần lớn người ta phát hiện chúng xuất hiện trên bề mặt biển. Cá mập voi, khu vực sống chủ yếu là tại các vùng nhiệt đới hoặc ôn đới ấm, đến mùa đẻ chúng sẽ di chuyển tới khu vực ven bờ như dải đá ngầm Ningalo. Với kích thước to lớn, chúng cũng chỉ là loài không hề nguy hiểm khi thức ăn chủ yếu là phù du, các loại mực và động vật có xương sống nhỏ.